8 cặp vợ chồng rủ nhau vào chùa kín, thoải mái trao đổi trong 3 giờ. Trong giới ăn chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, bấy lâu nay vẫn râm ran về một hội nhóm bí mật có cái tên rất quái gở, hội đổi vợ làm tình. Rất nhiều topic diễn đàn sách, mạng tiếng Việt kêu gọi lập nhóm đổi vợ. Những thành viên đăng ký tham gia đều để lại tuổi, số đo 3 vòng, tiếp tục ẹt những nick này để trò chuyện tìm hiểu. Hóa ra, đó là những gã sở khanh tìm thú vui làm tình miễn phí, lập nick ảo để thả mồi câu. Mọi nỗ lực dò tìm trên các diễn đàn mạng sách tiếng Việt đều thất bại. Lục tìm trên các diễn đàn tiếng Anh, bất ngờ bắt gặp một cái tên trên một trang web của một câu lạc bộ đổi vợ ở vùng Las Vegas của Mỹ. Những trang mạng này đều công khai giới thiệu chân dung thành viên để những ai có nhu cầu có thể liên lạc trực tiếp. Tuy nhân vật này mang tên tiếng Anh, mang avatar chân dung của một người châu Âu, nhưng trong dòng từ giới thiệu bằng tiếng Anh lại có từ rất fair. Phóng viên thử nối chat và gõ vài dòng giới thiệu. Ngày hôm sau, anh ta trả lời tiếng Việt rất rõ ràng: "Chào bạn, rất tiếc là tôi đang ở Mỹ. Nếu bạn thích, tôi sẽ giới thiệu một người bạn của tôi đang sống ở tại Sài Gòn. Có được số điện thoại và nick Facebook." Phóng viên gọi điện ngay cho Phi. Tên nhân vật được thay đổi. Ngay sau khi nghe trình bày lý do gọi điện làm quen, Phi trả lời gọn: "Ông nhầm người," rồi tắt máy. Tưởng chừng như mọi thứ đi vào bế tắc, thì hôm sau, Phi gọi lại bằng thái độ ân cần vui vẻ, mời đi uống cà phê. Phóng viên đi một mình để gặp vợ chồng Phi tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cử, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vào đến quán, phóng viên gọi điện thoại thì Phi bảo chọn một bàn ở góc ngồi chờ, vợ chồng Phi sẽ đến sau. Sau khi uống cạn ly cà phê, vẫn chưa thấy Phi đến, bất chợt, người ngồi bàn bên cạnh đến mượn bật lửa mồi thuốc. Mồi thuốc xong, anh ta hỏi: "Có phải anh là?" Phóng viên gật đầu. Anh ta ngồi xuống, hóa ra đó là Phi. Lúc đó, Phi mới ngoắc một cô gái trẻ ngồi lẻ loi một mình trong góc quán đến ngồi chung bàn. Đó là vợ Phi. Phi tự giới thiệu 38 tuổi và cô vợ 25 tuổi. Phi tốt nghiệp cử nhân ở Australia và cô vợ tốt nghiệp cử nhân tại Sài Gòn. Phi có vẻ gai góc sành đời bao nhiêu thì cô vợ có vẻ ngây thơ bấy nhiêu. Trong khi Phi lín thoáng trò chuyện với phóng viên thì cô vợ e thẹn, ngại ngùng, khép kín. Mọi câu trả lời cô ta đều chuyển sang cho chồng. Khi phóng viên hỏi thêm về nhân thân, Phi khuyên: "Với những thành viên đã tham gia trong hội, tiết lộ thông tin cá nhân như thế là quá nhiều. Quy định cơ bản nhất của các thành viên trong hội là gặp, thấy, làm, không cần biết. Cũng nghĩa là các thành viên gặp nhau để biết mặt và làm tình chứ không tò mò tìm hiểu về nhau. Ai vi phạm đuổi ngay ra khỏi cuộc chơi và không có cơ hội tái gia nhập." Phi cho biết, buổi cà phê hôm nay, anh ta có nhiệm vụ kiểm tra hộ chiếu của chúng tôi trước khi xét duyệt vào hội. Hộ chiếu là giấy đăng ký kết hôn của người xin nhập hội. Quy định của hội là người nào giới thiệu thành viên mới, người đó chịu trách nhiệm kiểm tra hộ chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về người mới. Đổi lại, người báo lãnh, người giới thiệu được ưu tiên trao đổi vợ với thành viên mới như là một thủ tục xét tuyển. Bất cứ thành viên mới nào cũng phải vượt qua được cửa ải này để chứng tỏ thiện chí. Khi chấn an, chỉ duy nhất một lần người báo lãnh được kiểm tra hộ chiếu, kiểm tra nhân thân và thủ tục xét tuyển người xin vào hội để chống mọt, ăn nhậu rồi bốc thăm để ghép ông này vào bà kia. Sau đó các thành viên có quyền vui vẻ với đối tác. Phi giải thích, mọt là cách nhà báo, công an hay những kẻ chưa vợ chui vào hàng ngũ. Anh yên tâm, đây là lần duy nhất anh tiết lộ nhân thân. Tụi tôi không lưu giữ thông tin này để chứng tỏ đó là quy định chung. Phi chìa cho tôi xem giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của họ đã chuẩn bị trước, nên phóng viên đưa ra bản photo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của vợ chồng mình. Phi hỏi thêm về vài chi tiết như vợ có đồng ý tham gia hay không, đã từng tham gia đổi vợ lần nào chưa, trình độ học vấn, đang cư ngụ quận nào, lý do gia nhập hội. Câu trả lời không cần chi tiết. Phóng viên bịa rằng vợ chồng đã cưới nhau được 10 năm, có 2 con, chưa từng tham gia hội đổi vợ, vẫn đang thuyết phục vợ tham gia, thích cảm giác lạ nên gia nhập hội, cần tìm hiểu cách thức sinh hoạt cụ thể để thuyết phục vợ tham gia. Phi yêu cầu xem ảnh vợ để biết mặt. Phóng viên chìa tấm ảnh của một cô gái đang mặc đồ tắm cho Phi xem. Ánh mắt Phi dính cứng vào bức ảnh một lúc rồi nói như tuyên bố: "Ok, vợ chồng anh được gia nhập. Pat của anh là con chim dễ thương. Nếu chat online thì chúng tôi gọi anh là con chim dễ thương OX, còn vợ anh là con chim dễ thương BX. Anh phải tạo một nick Facebook mới chuyển cho tôi. Nick Facebook không được trùng với Pat. Khi vào sinh hoạt, chúng tôi sẽ thông báo cho anh qua email. Nếu người nhắn tin gọi không đúng Pat, anh đừng trả lời. Khi nhận được email yêu cầu gặp nhau ở chỗ cũ thì anh phải hiểu chỗ cũ tức là quán cà phê X ở Bầu Cát, Tân Bình. Xem email xong phải xóa ngay." Phi cho biết, nhóm đổi vợ của Phi là duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 10 nhóm hoạt động riêng rẽ nhau. Nhóm của Phi lập từ cuối năm 2018 do một người có pass là Beamscreen OX học thiết kế đồ họa ở Úc về nước. Khi còn ở bên đó, Beamscreen có tham gia một câu lạc bộ trao đổi vợ chồng làm tình. Khi về Việt Nam, trong một lần đi Vũng Tàu tắm biển, họ quen một cặp vợ chồng ở chung khách sạn.
sau cuộc nhậu làm quen, họ đã trao đổi vợ chồng cho nhau. Sau chuyến đó, hai cặp vợ chồng này rủ thêm vài cặp vợ chồng tham gia trò chơi này. Và chuyến sinh hoạt giao lưu đầu tiên của họ là vào một ngày cuối năm 2018 tại Đà Lạt. Hiện giờ nhóm của họ có 8 cặp vợ chồng, trong đó có một cặp chồng Mỹ, vợ Việt. Tuổi của thành viên trẻ nhất là 26 và cao nhất là 40. Tất cả đều có bằng cử nhân ở các chuyên ngành khác nhau. Họ thường chọn ngày cuối tuần, cuối tháng hẹn nhau tại một khu du lịch để ăn nhậu, trò chuyện. Khi ăn nhậu, họ tạo ra lá thăm đánh số từ 1 đến 8, rồi để các bà bắt trước, bắt dính số nào thì mang số đó, sau đó các ông bắt thăm. Ông nào bắt được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu trùng với số của vợ mình thì xóa rồi bắt lại. Nếu anh 26 tuổi, bắt nhầm đúng số của người phụ nữ 40 tuổi thì cũng phải làm tròn nghĩa vụ, chứ không được từ chối bất cứ lý do gì. Khi đã chia cặp xong, các cặp dìu nhau vào phòng muốn làm gì trong 3 giờ đồng hồ. Khi kết thúc 3 giờ hành hạ nhau, chỉ cần người phụ nữ than phiền về người đàn ông chơi không đẹp thì cặp đôi đó sẽ không còn cơ hội tham gia lần sau. Do chỉ có 8 cặp trao đổi lòng vòng giết cũng nhảm, nhóm này bàn với nhau tuyển thêm thành viên để có làn gió mới. Họ đề ra quy định tuyển dụng các cặp vợ chồng từ 25 tuổi đến 40 tuổi có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, sang hèn, nghề nghiệp, không phân biệt xấu đẹp, không tiếp nhận các trường hợp chưa xác định giới tính hoặc giới tính không rõ ràng, không tiếp nhận người không có khả năng hành vi dân sự và độc thân. Nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt: không tìm hiểu đời tư và số điện thoại của bạn tình, không quấy rối, đeo bám, tiếp cận ngoài buổi sinh hoạt, không quay phim, chụp hình lẫn nhau, luôn lịch sự, ân cần và thỏa mãn phụ nữ, không tỏ thái độ ghen, gây sự, đánh nhau, không tranh giành bạn tình của nhau. Kết thúc một chuyến sinh hoạt, tổng chi phí được phân đều cho các thành viên góp vào chi trả. Phi khẳng định, trong những chuyến sinh hoạt, chưa từng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Sau này tôi mới biết Phi giấu giếm, đang trò chuyện ngon trớn, bỗng Phi quay sang nói nhỏ với cô vợ. Cô ta lắc đầu quậy quậy, mặt đỏ bừng. Sáng chủ nhật, tụi tôi hẹn nhau cà phê ở đây, ông cứ đưa bà xã ra đây làm quen với mọi người. Còn bây giờ, nếu hứng, ông gọi bà xã ra đây, tôi với ông trao đổi. Phóng viên vờ hỏi, bà xã ông chịu không? Phi nói chắc nịch, chịu, phụ nữ mà. Luôn luôn lắc đầu nhưng trong lòng đồng ý. Phóng viên thoái thác, để tôi về thuyết phục bà xã, nếu được tôi gọi cho ông.